一上岸边，乱了几多芳村，转数圈，又为生活忙乱。若谈运气，没有赢过赠券，难道你就是赢了最强爱恋？共你一起，每一天，每餐如同盛宴。 Xin chào. Xin chào. Hỏi một chút cũng đổ thừa, đâu ai cố chấp như ông. Bà đã hỏi tôi là cảm thấy tôi lấy rồi. Chỉ có ông thức dậy trước, mới sáng sớm đã kiếm chuyện rồi. Bà hỏi thì được, tôi trả lời thì kiếm chuyện gây hả? Thôi được, từ nay bà nói cái gì á, tôi coi như bà nói giảm. Ông nói đó nha. Đã nói là không cần chỉnh đồng hồ rồi mà. Có đồ ăn rồi, ngồi đi. Con chào bác. Chào con. Chào má. Bác gái à, cái này là gì vậy? Cháo ngũ cốc diêm mạch, hạ huyết áp, đường huyết, mỡ máu, còn có thể tăng khả năng miễn dịch, có lợi lắm. Mới thức dậy bắt người ta nhai cái đống đồ đó rồi. Kì kìa, nước không trôi hả? Bác còn nhiều mì ly lắm đó, nhiều cho con nửa giá thôi ha. Hễ mở miệng thì nói chuyện kinh tởm. Không hợp khẩu vị sao? Dạ hợp, tốt như vậy đương nhiên là hợp rồi. Vậy ăn cho nóng đi. Tốt là được rồi, nè, ăn thêm đi. Cái này mới là để cho người ta ăn đây nè. Nè, anh bấm thang máy trước đi. Cũng được. Đi, mở lên. Nè, nhanh lên. Anh làm gì vậy? Phải đi xếp hàng cơ, cả khu này đều đón xe buýt hết. Nhanh lên đi. Hả? Lý tưởng và hiện thực. Trời ơi, gõ cửa đi. Bà lên cơ đi cái gì vậy? Mấy chục năm nay có gõ đâu, cho bà không chốt cửa. Không còn như xưa nữa, ông bước cho tôi la sàm sở đó. Bà có gì mà tôi chưa nhìn thấy chứ? Tưởng đâu bà thân còn 18 tuổi nữa, thẻ cao ni cũng lấy luôn rồi. Tôi chưa có lấy nha. Không cần tìm nữa, trong đó không có đồ của ông. Cho tôi không có. Ông không có nấu thì không có. Anh hai và bé nhỏ có nấu đâu? Tôi có nấu nên có. Nè, tôi đang coi mà. Tivi này tôi mua mà. Tôi thích coi cái gì kệ tôi. Một hai vụ đám sâu bọ rắn rết tới. Nhà này của tôi mà, tôi thích liện đâu tôi liện ở đó thôi.
Nè chị Ha, hôm nay cá giết ngon lắm, mua một con đem về nấu canh cho chồng uống đi. Nè chị Ha, chị Ha. Nè, hôm nay cá giết ngon lắm, mua một con đem về nấu canh cho chồng uống đi. Để khi khác đi. Ờ, cũng được. Rảnh rỗi nhớ ghé qua nha. Hôm nay thịt quay ngon lắm, mua miếng đem về ăn đi. Chị Ha. Hả? Ờ. Ờ, vậy để mai đi. Nè chị Ha. Hả? Bà Hà nói là hôm nay thịt quạt của anh Dĩ ngon lắm, chị mua chưa vậy? Không có. Đi chung đi. Hôm nay tôi không cần đi chợ. Chị không mua, vậy tới đây làm gì? À, thôi tôi đi mua trước, bữa khác nói tiếp. Chị hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? 59. À, trước đây có kinh nghiệm làm việc chưa? À, tôi làm nhân viên bán hàng ở công ty Bách Hóa. À, cách đây bao lâu rồi? 30 mấy năm trước. Vậy mấy năm qua bà không đi làm gì sao? À, sau khi sinh con bấy lâu ở nhà chăm sóc chúng. Ừ, nè là vậy nè, bà cũng thấy đó, tiền chúng tôi không lớn lắm, giá cả cũng phải chăng, luôn theo đuổi tỷ lệ thôi việc để chạy theo doanh thu, cho nên tài chính nhất định phải nhanh đó. Tôi sợ là bà làm không nổi. Tôi làm được. Tôi làm việc nhà mấy chục năm. Những công việc đơn giản dễ làm này, lau bàn, lau ghế, lau nhà, rửa chén, những chuyện đó tôi xoay sở nhanh lắm. Phải, nhưng mà chỗ chúng tôi làm việc phải ghi chép theo dõi, xếp chén dĩa, lại còn hàng ngày phải gặp những khách hàng khác nhau. So với bà làm viên nhà thì là hai chuyện khác nhau đó. Cậu nói không cần kinh nghiệm mà. Phải, nhưng cũng phải tùy theo trường hợp đặc biệt nữa. Tôi chịu học, tôi siêng năng lắm. Nếu cậu cảm thấy tôi chưa đủ tư cách, tôi có thể chịu thiệt một chút. Cậu cho tôi cơ hội là được rồi. Phải, tôi thấy bà có thành ý lắm đó. Nhưng miễn cưỡng không có hạnh phúc đâu, phải không? Lát nữa bà làm cực khổ quá, tôi lại khó xử nữa. Cho nên, xin lỗi nha. Không sao, phí thời gian của cậu. Ủa, nó làm ở đây sao? Người nào vậy? Tử Hân đó. Phải, có làm thêm ở đây đó. Bà biết cổ hả? Là con gái của tôi. Ồ, thì ra là bác gái đây. Thật ra tôi suy nghĩ một hồi, cảm thấy bác có thành ý lắm đó. Trực giác cho tôi biết, ông giữ ở đây bác hợp lắm đó. Quan ngân gia nhập đại gia đình Cảng gia. Giờ nào có thể đi làm vậy? Lúc nào cũng được. Xin chào. Nghe hết đoạn ghi âm chưa? Chuẩn bị xong thì bắt đầu. Được. Ok, được rồi, chính thức bắt đầu. Đem bắt điện thoại đi. Ok, rồi. Tôi muốn hai người làm mặt thật ngọt ngào như bình thường đi chơi. Người nam cho tôi xin một chút biểu cảm. Đúng rồi, ngọt ngào lắm, giống như chim non yếu đuối vậy. Đúng rồi, ok. Cho tôi thêm một chút biểu cảm đi. Đúng rồi, ok, tốt. Ok, bác à, bác cho con thêm chút nụ cười được không? Đúng rồi, vui lên đi, vui lên đi. Đúng rồi, thử vuốt tóc lại cho bác trai đi. Ok, 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 được. Ok, nè bác trai, cười thêm một chút đi, được không? Ok, vui thêm chút nữa. Đúng rồi, phải nhìn thấy răng mới được, ok. Đợi một lát nha. Sao cô lại chọn cái biểu đạt này vậy? Là cảm giác sau khi nghe đoạn ghi âm của tôi thôi. Vậy thì đại diện cho cái gì? Tôi cảm thấy như vậy mới là biểu lộ thật sự. Tức là cô cảm thấy sự ngọt ngào của họ là giả sao? Cũng không phải là giả. Tức là có cảm giác cấy vào. Cấy vào? Ừ. Tức là khi cả thế giới đều nói với chị khoe nhau cần phải thật ngọt ngào, đứng trước ống kính tự động họ sẽ biểu lộ đến có vẻ như là ngọt ngào lắm.
Đó là suy nghĩ của cá nhân tôi, không cần chị đồng tình. Tôi hiểu suy nghĩ khác người đối với người mới mà nói là một lối ra. Nhưng tôi hy vọng cô có thể dừng lại đúng lúc. Cô cố tình phóng đại nét mặt nào đó, động tác nào đó của đối tượng chụp ảnh để chứng minh bản thân cô làm đúng so với những bài viết của những quyển truyện tranh có gì khác biệt. Cô có năng khiếu lắm. Tôi hy vọng cô quay về đúng hướng, đừng đi đường tắt nữa. Chị cảm thấy bây giờ tôi chụp như vậy là muốn được nổi tiếng sao? Tôi không biết cô đã trải qua chuyện gì, nhưng tôi hy vọng cô có thể đập tan bức tường, đừng dùng thành kiến để nhìn ống kính. Như vậy mới có thể hòa vào thế giới của người khác. Suy cho cùng, chị cũng chỉ muốn tôi giống y như người khác, chụp những tấm hình tình nhân thật ngọt ngào. Sao cô cực đoan vậy? Tôi chỉ muốn cô mở rộng tấm lòng của cô thôi. Tôi tưởng đâu chị không giống như những người khác. Thì ra chị cũng là tư tưởng bảo thủ, không chịu chấp nhận cái mới. Bắt cả thế giới đều phải theo lối cổ hủ của chị. Góc độ nhìn nhận sự việc của chúng ta không giống nhau, chúc may mắn. Đã lớn. Đèn hư rồi, con thắp đèn cày được rồi. Hả? Giấy thông báo nợ tiền nhà. Đừng giọng nữa, mà uống gì? Nước lọc. Sao hả? Dạo này làm gì có thuận lợi không? Cũng ok. Má tìm con có chuyện sao? Không, tình cờ đi ngang, nhớ lại con ở khu này, muốn thử vận may đợi con thôi. Trong số ba anh em tụi con là đứa tự lập nhất. Chưa bao giờ làm má lo lắng. Có thể cũng chính vì vậy làm cho má bấy lâu luôn cảm thấy có vẻ như bỏ rơi con. Bây giờ má muốn nói với con, cho dù má và ba con xảy ra chuyện gì, trước sau má cũng là má của con. Mãi mãi cũng vậy. Má biết con nghĩ nhiều chuyện, đa sầu đa cảm. Má càng biết rõ ba má suốt ngày cãi nhau, ảnh hưởng con rất nhiều. Cho nên từ nay má hy vọng con cho má cơ hội thường xuyên quan tâm con, gặp gỡ con được không? Thật ra má không cần cố tình làm chuyện gì. Con không có gì. Lúc nãy má đi ngang tiệm ăn, lúc trước con làm thêm. Họ tuyển nhân viên nên má đã vô thử. Ai ngờ họ nhận má thật. Tuần sau má sẽ đi làm. Con không làm ở đó nữa. Bây giờ con không làm có đủ tiền xài không? Đủ. Nếu không đủ tiền xài... Em nói là đủ rồi. Tự nhiên sao lại tới tiệm ăn làm? Ba mười mấy năm qua, má con cứ suốt ngày trốn trong nhà giặt giũ nấu cơm. Bây giờ tụi con lớn rồi, má muốn thay đổi một chút. Như vậy cũng tốt, con ủng hộ má. Ngày xưa phụ nữ
Nếu không có chồng thì giống như có tội. Tới độ tuổi nào đó thì nôn nóng lấy chồng. Lúc má còn trẻ biết suy nghĩ gì chứ, chỉ nghĩ có gia đình là được rồi. Thực tế không nghĩ tới lựa chọn khác. Bây giờ thời đại khác rồi, ngoài việc đám cưới còn có thể có nhiều lựa chọn, còn nhiều hướng. Con muốn làm gì cứ mạnh dạn làm đi, đừng giống như má. Đến cuối cùng mấy chục tuổi đầu cũng không biết bản thân muốn gì. Nếu như không phải đi theo số đông, không có người trải đường sẽ cực khổ hơn nhiều. Con phải hứa với má, có chuyện gì cũng phải nói với má, đừng tự mình cố chịu. Con ủng hộ má, má ủng hộ con, ha? Thôi được rồi, má đi đây, không phiền con nữa ha. Nè, hãy nhớ phải ăn cơm đúng giờ, uống nước thật nhiều, đừng ngủ khuya quá. Nè. Con biết. Bye bye. Bye bye. Muốn chết sao? Nét qua một bên nữa, đừng phá đồ của tôi ngoại, mà. Có chuyện gì vậy? Ông đó, người ta mua lê trắng, ông lại đưa lê đường. 50 đô thì coi như 20 đô. Trời, ngoại lời bao nhiêu cũng không đủ cho ông lỗ. Ông ngoại à, con là ai vậy? Ông muốn chết sao? Cháu ngoại cũng không nhận ra. Con là ông ngoại đã. Con sợ ông ngoại bị bệnh sa sút trí tuệ đó. Ông sa sút trí tuệ? Ông có nhận ra tôi không? Luôn cả ngoại ông cũng không nhận ra. Ông đúng là muốn chết rồi. Ông ngoại à, ông cười gì vậy? Bà hả? Chính là bà nội trợ lương kim thủy của tôi chứ ai. Ê, còn con nữa, chính là cháu gái kỳ kỳ của ông. Đứa kế bên là bồ của nó. Nè, không làm mọi người giật mình chứ, chỉ nói đùa thôi. Làm sao không được dùng chuyện này để đùa nữa? Ông muốn chết rồi, tôi mà ông cũng dám phá, tối nay không có kem cho ông ăn. Bà ngoại à, tuổi của ông ngoại cũng cao rồi, hay là đưa ông đi khám bệnh đi được không? Con cũng biết nói ông cao tuổi rồi, đáng chết thì không cần bệnh. Để dành tiền khám bệnh để đãi tiệc còn hay hơn. Cả đời chỉ có một lần, phải tổ chức thật đàng hoàng. Áo cưới thì chọn chỗ rẻ nhất, nhẫn cưới cũng chọn loại rẻ nhất. Luôn cả đãi tiệc cộng lại cũng 180 ngàn. Vậy thì không còn tiền sửa nhà mới nữa. Làm show thì phải chịu mà thôi. Đám cưới là chuyện của hai người, em thật không hiểu sao gọi là làm show. Mừng là có thể ép người ta nhìn mình suốt cả một buổi tối mấy khi chứ, với lại cũng không tránh được, chỉ bằng thoải mái một chút đi. Em ghét anh lắm đó, lúc nào cũng lạc quan được. Anh cũng thích em lúc nào cũng bi quan như vậy đó. Nè, anh ghét em. Không phải, ý của anh muốn nói là tức là một lời một lỡm sướng đôi dữ. Dám nói không dám nhận, thành thật khai báo đi. Bổn dương tội lỗi tày trời, mong quật cho bổn dương đi. Nè, anh nói đó nha. Thôi được, em làm nha. Nè, em kiếm đâu ra cái này về vậy hả? Yeah, nè, đừng mà, đừng ngừng lại. Lần này có đạo cụ luôn hả? Không phiền hai người ha, tiếp tục đi. Sao lần nào ông cũng đột ngột xuất hiện vậy, làm giật mình. Em cảm thấy, ông lén nhìn chúng ta, ông cũng muốn tham gia. Ông biến thái vậy sao? Tinh tinh, gói này là kẹo chanh trong truyền thuyết của Nhật Bản, siêu chua, thiệt chua, rất chua. Ai ăn vào cũng đều không ngừng từ chối. Đa số người mỗi lần có thể thử thách hai viên. Hôm nay tôi muốn vượt qua kỷ lục ăn một hơi. 3 viên. Ôi không, quả nhiên ăn vào cũng là ra sức nói không. Mỗi một lần bạn có thể thử thách bao nhiêu viên? Hay là bạn quay lại clip thử thách của bạn, sau đó tắt nữ thần chanh chua, vậy thì có cơ hội so tài với tôi ngay. Nếu như chiến thắng tôi, wow, tôi sẽ tặng lại gói kẹo chanh siêu chua này cho bạn.
hôm nay tạm dừng tại đây, lần sau gặp lại. Bye bye. Cười cái gì chứ? Mắt của em bình thường lớn đến sắp rơi ra ngoài, còn đeo thêm kính áp tròng. Em tưởng lầm kinh người ngoài hành tinh hả? Không biết gì hết, thiếu gì người đang like cho em. Nè, bao nhiêu người thích coi người ngoài hành tinh? Anh phát hiện đám chó đực đúng là sinh vật đơn bào, dễ mắc lừa quá. Tiền của em đúng là dễ kiếm thiệt. Dễ kiếm cái gì? Ngày nào cũng phải liên tục cập nhật hình ảnh mới tích lũy được lượng truy cập. Nghe xong cũng cảm thấy phiền, phí thời gian. Lại giàu có như anh, làm sao hiểu được nỗi khổ của thế gian. Những chuyện tiền bạc em không nghĩ tới thì có, hễ em nghĩ tới thực ra sẽ cảm thấy không đủ. Chết, trễ giờ rồi. À phải rồi, em phải đi dự kế hoạch hỗ trợ giao lưu sinh viên. Không phải đi học sao? Anh có hẹn với hội viên tới họp mà, đi nha. Nè nè nè, anh đã trốn nhiều tiết lắm rồi, coi chừng thiếu tỷ lệ có mặt đó. Cùng lắm thì học lại. Coi chừng không được tốt nghiệp đó. Không thể tốt nghiệp càng tốt, có thể làm học trò của em. Huống hồ có người đẹp dạy kèm cho anh, có đúng không? Tối nay ăn chè ha, bye bye. Bye bye. Có sinh viên ưu tú với em hy sinh thời gian ôn bài của em để tham gia kế hoạch xã hội thì thật sự tốt lắm. Em thấy làm chuyện gì cũng không nên chỉ biết tính toán lợi ích. Giúp đỡ sinh viên giao lưu hòa nhập vào xã hội Hồng Kông là chuyện rất có ý nghĩa, tuyệt đối đáng để phí thời gian. Sinh viên nào cũng giống như em thì hay quá. Nè, nhóm sinh viên này giao hết cho em đó. Không thành vấn đề, cảm ơn giáo sư Chu. Làm ơn, Trần Tử Đình, tôi muốn hỏi có phải điểm số sẽ trực tiếp tính vào điểm tích lũy không? Nếu cô góp mặt trên 80% đều được tính. Cảm ơn. Cô có chuẩn bị quà ra mắt không? Hả? Nè, người này là sinh viên của Tân Đại Châu Phạm, người này là Trần Tử Đình, năm nhất sinh viên ưu tú bản địa, còn một người là siêu việt của Singapore, cặp đôi hoàn hảo. Chào anh, tôi tên Kelly. Cô có thể nói tiếng Quảng Đông, tôi có thể nghe được. Vậy tôi nên gọi anh thế nào? Châu Phạm. Vậy hai người từ từ trao đổi đi ha, làm quen trước đi. Hay là anh trước đi? Ưu tiên phụ nữ. Đây là cái gì? Kẹo chanh siêu chua. Sao lại tặng cho tôi cái này? Anh có nghe về hiệu ứng chanh chua chưa? Là lý luận do nhà kinh tế học người Mỹ George Akerlof đưa ra. Khi một người không tìm được bất cứ trái cây gì trên tay, chỉ có một trái chanh xanh tươi, người đó sẽ tự đánh lừa mình nói là trái chanh này chắc chắn rất ngọt. Tôi hy vọng gói kẹo này có thể khơi gợi cho anh theo đuổi một mục tiêu cao hơn. Không dễ dàng thỏa mãn với hiện tại, suốt đời cứ ăn chanh chua. Được, cảm ơn cô. Vậy phần của anh đâu? Tuy là chúng ta thường ăn Big Mac, nhưng mà cô có biết thật ra nó đại diện cho chỉ số kinh tế toàn cầu hay không? Trên thế giới có rất nhiều tiệm McDonald's, chất lượng Big Mac của họ đều như nhau, nhưng mà giá của nó chênh lệch rất lớn, cho nên cô nhìn mức giá ở các nước khác nhau sẽ biết rõ được chỉ số kinh tế của nước đó. Chỉ số đó cũng có thể gọi là chỉ số Big Mac. Cho nên tôi tặng món quà này cho cô là hy vọng cô có thể chú ý rất nhiều thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống đều giống như Big Mac vậy, đều tồn tại giá trị nghiên cứu phong phú của nó. Cảm ơn anh, từ nay cái gì tôi cũng chú ý nhiều hơn. Hình như cô chưa chuẩn bị sẵn quà. Anh cũng vậy. Nhưng mà giáo sư Chu đâu có nói với tôi. Ông cũng không nói cho tôi biết. Biết trước cả hai đều không có chuẩn bị thì không cần suy nghĩ cực khổ như vậy, làm giật mình. Thực ra phản ứng của cô cũng nhanh lắm. Thực sự rất khâm phục hiệu ứng chanh chua của cô. Đâu có giỏi bằng biết mắt của anh. À phải, anh tới Hồng Kông bao lâu rồi? Chắc là cũng gần 2 tháng rồi. Vậy tôi chỉ nói tiếng Quảng Đông nha. Không cần, tôi tự mình học cũng được. Vậy tôi có thể giúp gì cho anh? Thực ra thì tôi rất muốn tìm hiểu tình trạng giá nhà ở Hồng Kông, với lại xu hướng mua bán nhà đất. Với lại tôi cũng muốn tìm hiểu tình trạng thực tế tăng trưởng GDP của Hồng Kông. Anh cần viết luận văn sao? Không có, tôi chỉ muốn tìm hiểu môi trường đầu tư của nơi này, sau này có thể sẽ khởi nghiệp ở đây. Chứ vậy đã nghĩ tới khởi nghiệp rồi à? Đúng vậy, chủ tịch Facebook và Microsoft, họ đều khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp đại học. Cho nên tôi muốn bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, có lẽ cũng vừa đúng lúc. Được, để tôi giúp anh, luôn tiện trao đổi bản thân. Được, vậy chúng ta cùng nhau phấn đấu, đôn đốc lẫn nhau. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô cảm thấy hình này thế nào? Cũng được lắm, đâu có vấn đề gì. Tôi chụp cái gì cô cũng nói được. Nhưng người khác không nghĩ như vậy. Lại là nhà bình luận đáng chết đó sao? Khiếu nại cái đã. Chris nói tôi làm gì khác thường. Tôi nói cô cổ hủ. Cô đã đuổi tôi rồi.
cơ hội chờ đợi bấy lâu mấy ngày đã bị tôi phá nát. Cô đã lỗi thời rồi, cô không cần quan tâm. Mệt mỏi quá. Hay là cô ngủ đi, tỉnh dậy sẽ không sao nữa. Có lẽ tôi nên giống như ba tôi đã nói vậy. Làm công việc nhà nước, đúng giờ đúng giấc. Đám cưới, sinh con, mua nhà, giống như tất cả mọi người. Chris nói tôi đúng lắm. Đúng là tôi làm chuyện khác người. Tôi tưởng đâu tôi có thể sống cuộc sống khác hẳn mọi người. Cô định bỏ cuộc sao? Cô kiên trì bao lâu rồi? 10 năm rồi. Bây giờ cô mới bỏ cuộc. Cô đi theo tôi. Cô còn nhớ chỗ này không? Lúc đó lần đầu tiên cô mua được cái ống kính đơn, nên đã kéo tôi tới chỗ này chụp hình. Còn kêu tôi nhảy dưới ánh nắng này suốt cả tiếng nữa. Nói là muốn tập chụp giờ vàng gì đó. Cô còn nhớ không? Hôm đó tôi đã đứng đây bao lâu rồi? Lũ mũi đến chích tôi biến thành chân voi luôn. Còn làm cho tôi gãy đến trầy hết. Cô hoàn toàn không quan tâm tới tôi, chỉ lo chụp hình ở đây. Đúng ra thì tôi cũng có giận cô đó. Nhưng mà sau đó cô đã vui mừng chạy tới nói với tôi. Cô nói cuối cùng cô cũng biết làm sao chụp được giờ vàng rồi. Còn quyết định sau này phải làm một thợ chụp hình chuyên nghiệp. Tấm hình đó đúng là đẹp lắm. Tôi vừa mới nhảy lên, giống như bay lên trong ánh hoàng hôn vậy. Tôi cảm thấy tấm hình đó là đẹp nhất thế giới rồi. Quá đáng. Không quá đáng chút nào. Thật ra từ trước tới giờ tôi ngưỡng mộ cô lắm. Cô có mục tiêu. Cho dù xảy ra chuyện gì, cô đều có vẻ như biết rõ nên đi thế nào. Còn tôi thì khác. Thực tế không biết bản thân mình muốn gì. Trên đời này, người giống như tôi thì nhiều lắm. Còn người giống cô thì quá ít. Cô giống như ngọn đèn giữa biển vậy đó. Còn tôi là chiếc thuyền ở trên biển. Là cô giúp cho những người vô dụng như tôi có chút phương hướng. Cô có thể mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi, nhưng giá nào cũng không được bỏ cuộc. Nếu luôn cả cô cũng bỏ cuộc, tôi thật sự không biết bản thân sẽ trôi về đâu. Cô không cần chuyện gì cũng phải tự mình chịu. Để tôi giúp cô đi. Thật ra cũng là giúp bản thân tôi. Sao hả? Cảm động tới khóc sao? Cô tưởng tôi là cô sao? Rama Queen. Cô đừng suốt ngày bám theo tôi nữa. Nghĩ coi bản thân cô muốn làm gì đi. Thì làm đội cổ động cho cô, tư vấn tâm lý cho cô. Nhảy đi. Nhảy nữa. Ở đây hả? Phải, được rồi, 1, 2, 3. Thôn Hoa Phú. Để con hỏi mọi người một câu hỏi. Tại sao nước biển lại có màu xanh? Hiện tượng thời tiết. Sao ngốc vậy? Bởi vì bị nước mưa rào nó thôi. Chị đó. Chị có hiểu không? Sao biết vậy? Ba, ba về rồi. Nè, ngồi xuống. Ăn cơm với ba. Tụi con vừa mới ăn xong rồi.
Ăn thêm một bữa có làm sao đâu chứ. Con đi nha, bye bye. Đi đâu vậy? Con có hẹn đi chạy bộ. Lúc nãy anh chị hai nói không no, hai người ăn luôn phần của em đi. Nè, con nhỏ này. Má à, má đi đâu vậy? Ra ngoài hít thở một lát. Nè. Nè, ăn đi, ăn đi. Ê chà. Trời ơi, cầm đũa đâu có ai cầm như vậy chứ. Ngón vô danh để chính giữa, như vậy mới đúng đó. Gấp thức ăn cũng dễ dàng hơn, có biết chưa? À, sao cũng được hết, gấp được là được rồi, phải không? Làm người quá lo như vậy. Nên từng tuổi đầu này rồi á, cũng phải nhờ cha mẹ nuôi. Không biết cách tự lập cái gì hết. Nhớ năm xưa, khi ba ở tuổi của con á, bà gánh vác luôn cả gia đình rồi đó. Lo cho hai đứa em đi học nè. Đúng là ba cũng không muốn lên tiếng đâu hả? Sao mọi người ăn cơm cũng không đợi ba chứ. Dù sao ba cũng là ba của con mà. Hơi, không có chút tôn trọng ba cái gì hết. Cũng với câu nam đối ngoại, nữ đối nội, làm vợ người ta hả? Biết nấu cơm là bổn phận thôi. Nếu không cưới về nhà làm gì chứ. Đây không phải là khách sạn, đã bước vào thì phải biết phụ làm việc nhà hả? Nhà dơ quá thì quét lại cho nó sạch đi. Toilet, chậu rửa chén ướt quá phải lau cho nó khô. Áo của chồng nhăn quá thì phải biết ủi cho nó thẳng. Còn nữa, đóng chén, đóng dĩa trong bếp phải sắp xếp đâu đó cho gọn gàng mới được. Con nhịn đủ rồi, im đi. Ê, con đừng bao giờ bắt chước giống như má của nó vậy hả? Từ sáng tới tối chỉ biết giận lẫy thôi, thiệt tình à. Ê, đúng là khó sống người. À, được. Ừ, thiệt tình. Bác à, có người bạn tìm con có việc gấp, con ra ngoài nha. Hả? Hả? Là bạn nào vậy? Ờ, hai người cứ từ từ nói đi. Nè, ngồi xuống đi. Trời ơi, đàn ông phải có uy thế chứ. Đừng bao giờ để vợ nó ăn hiếp mình nha. Nếu không á, nó được nước làm tới đâu có biết. Cũng may em cứu giúp chị thôi. Nếu không chị sợ là sẽ tung cú đấm vô mặt bác đó. Ba em làm vậy đó. Nói chuyện vừa lớn tiếng vừa thô lỗ. Hãy lên tiếng thì nó không kịp nghĩ. Sao em không cứu luôn anh của em? Anh nhẫn nại giỏi hơn. Nếu không để lại một người cho ba, chúng ta về nhà sẽ chịu dài dài. Vậy thì đành phải hy sinh anh của em rồi. À phải, ở một thời gian có quen không? Ừ, hiểu rồi. Thật ra nếu em là chị, chẳng thà trả thêm chút tiền ở khách sạn cũng không dọn tới đây. Sau này em tốt nghiệp kiếm được tiền chắc chắn sẽ ngay lập tức dọn ra ngoài. Dọn ra ngoài không phải chuyện dễ đâu, có nhiều chuyện phải nghĩ lắm. Thật ra phải nghĩ cái gì chứ? Em không hiểu, tại sao chị và anh hai quen nhau bấy lâu cũng không dọn ra ngoài ở? Ảnh thì muốn mướn lắm, nhưng em thử nghĩ coi, tháng nào cũng trả hơn 10.000, vậy thì không thể để dành được tiền. Chị chẳng thà bây giờ chịu cực một chút, ráng chịu khổ để dành tiền mua nhà. Anh hai đúng là tốt số, suốt ngày ngớ ngang ngớ ngẩn, vậy mà cũng tìm được bảo bối, tìm được người vợ biết suy nghĩ chịu cực với ảnh. Thì hai người quen nhau phải như vậy thôi, với lại tính cách của chị cũng không thích nhờ cậy ai, chị đã xác định không thể lấy chồng giàu rồi. Em cũng vậy. Em hả? Em không cần người đó thật giàu có, nhưng ít ra gia thế phải tốt hơn em, có khả năng kinh tế độc lập. Không cần suốt đời chồng một việc, vợ một việc, vì góp căn nhà phải làm những chuyện bản thân không thích làm. Em muốn nhất là học cách đầu tư, dù sao làm công cũng không có tương lai. Kiếm đủ tiền thì mình tự làm ăn. Em cũng biết suy nghĩ lắm, tính xa hơn cả chị nữa. Có gần cho chị thấy mà. Em không muốn giống như ba má vậy, suốt đời ở nhà xã hội, suốt ngày cãi nhau. Giống chị muốn mua nhà không muốn đi mướn nhà thôi. Con nhỏ này chững chạc ghê ha. Nhiều chuyện đều do hoàn cảnh tạo thành thôi. Đúng là quan trường. Súp cua thịt cá nạo xà lách. Hai người có động não hay không? Hả? Bình thường tới giờ trưa không có chỗ, tụi em cũng mua súp thịt cua ăn mà. Với lại em cảm thấy ngoài việc thực tế hơn so với tiệm ăn còn có thể gọi là món nổi tiếng Hồng Kông. Với lại có một số tiệm bỏ một số heo lông đen, mộc nhĩ trắng vô bên trong bán mắc hơn. Chị có thử chưa? Không cần nói nữa. Tôi không đưa những thứ lề đường đó vào trong thực đơn đâu. Tại sao vậy? Đồ lề đường là đồ lề đường. Người ta chỉ thích ăn ở lề đường, không bao giờ vô tiệm ăn. Cũng giống như hai người có thể coi TV ở nhà. Tôi nói với hai người ở rạp coi TV 8K, hai người có bỏ tiền vô rạp coi không? Có chứ. Nhảm nhí. Nói với hai người cũng hao hơi. Chiều nay phải họp rồi. Trông gậy vào hai người chắc chết. Cũng may tôi thông minh, tôi chuẩn bị sẵn kế hoạch B. Lát nữa hai người coi tôi biểu diễn đi. Ra ngoài. Em yêu, đang làm gì đó? Mặt cô thương mến, em đang nhớ anh, em yêu của anh, Sophia. Sophia, anh cũng vậy. Anh có thể được nhiều hơn không?
Thanh cần em vô cùng. Mà cô thân mến, em hy vọng anh có thể mãn nguyện em yêu của anh Sophia. Ok. Nè, chụp tấm tự sướng cái đã. Nè. Ok. Xem buồn vậy? Em không thích nước sốt cà chua hả? Không phải, em không muốn bị Sophia coi thường thôi. Chuyện thực tế thì cô biết gì chứ. Anh dám chắc cô không tìm được cách gì hay hơn đâu. Cho nên chúng ta phải nghĩ ra cách hay hơn để triệt lại cổ. Đúng vậy. Ừ. Nhưng mà đói bụng không nghĩ được gì, ăn cơm trước đi. Nè. Sao chia cho em nhiều vậy? Điểm tâm của anh vẫn chưa tiêu hết. Em tới tháng không muốn ăn, anh ăn thêm đi. Nè. Thật sao? Phải, có cần lấy ra cho anh coi thôi không? Thôi được rồi, không cần không cần, ngồi xuống trước đi. Nè nè. Nè, ăn cơm đi. Làm gì vậy? Em nghĩ ra rồi. Sao hả? Có cách gì hay không? Ông Ngụy, tôi và Ronny đã nghĩ ra một ý tưởng vừa thực tế lại có sáng tạo. Ông Ngụy à, thật sao ra tôi... Sao mà vừa thực tế lại vừa có sáng tạo chứ? Phần ăn góp nhà. Ý tưởng của chúng tôi chính là phần ăn góp nhà. Mọi người cũng biết đó, áp lực góp nhà ở Hồng Kông thật sự rất lớn. Rất nhiều tình nhân vì đợt tiền đầu tiên đều ra sức tiết kiệm. Trên là một hộp cơm, dưới là một cục kẹo, đều chia ngọt sẻ bùi. Cho nên câu khẩu hiệu của chúng ta là: loạn thế cùng hưởng, một phần trọn gói, cùng bạn vượt qua thời gian góp nhà. Phần lượng của phần ăn này sẽ nhiều hơn một chút so với phần của một người, nhưng ít hơn một chút so với phần hai người. Các tình nhân có thể dùng mức giá rẻ nhất để chia phần ăn này, tiết kiệm một thời gian, không cần bớt đi một chuyến Nhật Bản cũng có thể đủ tiền đợt đầu. Nghe cũng đặc biệt lắm, lại có slogan nữa. Một đĩa cơm chỉ có 4-5 đô thôi, có ai tiết kiệm tới vậy không? Có hình có sự thật. Rất ngon, hộp cơm tình yêu, món giặt hoài niệm. Hai người đúng là chuyện gì cũng thích chia sẻ hả? Dạ phải, các nhân viên lúc nào cũng nhìn chúng tôi trân trân, thiệt tình da mặt mỏng một chút cũng không được. Nhưng mà sau khi có phần ăn này, sẽ có thể danh chính ngôn thuận để mà chia sẻ. Thật sự là tin vui của các tình nhân ở Hồng Kông đó. Hai người thì thích như vậy thôi, đâu phải ai cũng như vậy đúng không? Thật ra tôi cũng như vậy, đều là người cùng cảnh ngộ. Quy ương mạng khổ, nhiều vô số. Mọi người giúp các tình nhân đi, không phải là ai cũng hạnh phúc như là tôi đâu. Tốt, phần ăn góp nhà này dứt khoát giao cho hai người toàn quyền phụ trách. Cảm ơn ông Ngụy. Cơm hộp tình yêu tới, đừng lo học bài nữa, qua đây lót dạ trước đi. Của em. Lại là Big Mac sao? Phải, em không thích hả? Thích lắm. Anh có biết thế nào là chỉ số Big Mac không? Đương nhiên là biết rồi. Nè, da của bánh này á, để qua đêm trừ điểm. Salad ít như vậy á, trừ điểm. Dưa leo á, chỉ có một miếng, trừ điểm. Phô mai á, còn chưa chảy hết, trừ điểm. Miếng thịt bò nhám đến muốn làm chạy lưỡi của anh luôn, trừ 50 điểm. Chỉ số này á, cùng lắm chỉ được 10 điểm thôi. Em nghĩ sao? Em cũng cỡ đó thôi. Phải rồi, tối nay em có rảnh không? Lần trước chạy bộ xong chân em còn đau lắm. Anh không phải hẹn chạy bộ. Má của anh hỏi tối nay anh có về nhận cơm không? Đi chung nha. Dạ, đây là Kelly. Xin chào hai bác.
Dễ thương quá đi. Dễ thương, con là nữ thần chanh chua. Đây là quà ra mắt cho con. Cho mình sao? Đây cũng là quà ra mắt cho con. Và cái này cũng là quà ra mắt nữa. Thật vậy sao? Tất cả đều là của mình sao? Tất cả đều của mình sao? Kelly, à, sao mặt đến y như búp bê vậy? Xem chút không nhận ra em. Phải đi gặp ba má của anh mà. Em khờ quá đi. Họ bình thường lắm. Đi thôi. Hôm nay em đúng là rất đẹp. Ý anh nói bình thường em không đẹp chứ gì? Em lúc nào cũng đẹp vậy mà. Vậy anh thích em mặc như hôm nay hay mặc như mọi hôm? Chỉ cần là em, anh đều cảm thấy đẹp. Dẻo miệng quá đi. Sao nãy giờ vẫn chưa tới vậy? Chính là đằng trước thôi. Nè, đi đâu vậy? Không phải chỗ này sao? Không phải, đằng trước nè. Bên kia. Anh ở đây nè. Bấy lâu anh sống ở đây sao? Phải, từ nhỏ tới lớn đều ở đây á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.